Kính chào và cảm ơn quý khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Bây giờ là thời lượng chương trình thời sự trưa thứ hai ngày 28 tháng 6. Mở đầu như thường lệ là phần điểm những thông tin chính trong chương trình. Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Tám nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành kỳ họp đầu tiên để kiện toàn các chức danh lãnh đạo chính quyền. Sau Bắc Giang, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục chi viện tỉnh Phú Yên phòng chống dịch COVID-19. Trong hai ngày cuối tuần, thành phố Hồ Chí Minh đã dốc toàn lực cho hai nhiệm vụ trọng tâm là lấy mẫu xét nghiệm tầm soát diện rộng và tiêm vaccine ngừa COVID-19. Thưa quý vị, sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành kỳ họp đầu tiên để kiện toàn nhân sự lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kỳ họp dưới sự điều hành của ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh công bố nghị quyết về xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và trao giấy chứng nhận cho 51 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8. Thông qua nghị quyết về chương trình hoạt động toàn khóa Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới. Tiếp đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8 tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Nguyễn Quang Tuấn và bà Nguyễn Thị Ải Vân được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau các chức danh ở Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu đã tiến hành bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa mới. Theo đó, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế với tỷ lệ 51/51 phiếu bầu, 100%. Ông Hoàng Hải Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế và ông Phan Quý Phương, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giữ nguyên chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị, ngay sau khi hoàn thành chi viện cho Bắc Giang, sáng nay Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục tổ chức lễ xuất quân đoàn thầy thuốc tình nguyện lên đường hỗ trợ tỉnh Phú Yên phòng chống dịch COVID-19. Hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh Phú Yên, Bệnh viện Trung ương Huế đã khẩn cấp thành lập đoàn thầy thuốc gồm các y bác sĩ có chuyên môn cao cũng như nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 để hỗ trợ kịp thời cho tỉnh Phú Yên trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đoàn công tác gồm 6 cán bộ y bác sĩ là những chuyên gia thuộc các lĩnh vực hồi sức tích cực, hồi sức tim mạch, chống độc, kiểm soát nhiễm khuẩn. Hiện tại, khu cách ly điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên có một số ca bệnh diễn biến ngày càng nặng. Thông qua hội chẩn từ xa, Bệnh viện Trung ương Huế đã có nhiều hỗ trợ hội chẩn chỉ đạo từ xa. Tuy nhiên, để công tác điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, Bệnh viện Trung ương Huế quyết định điều đoàn bác sĩ tình nguyện của bệnh viện là những chuyên gia điều trị nhiễm SARS-CoV-2 vào hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Phú Yên trong công tác điều trị và một số hoạt động liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh trực tiếp tham gia điều trị sàng lọc truy vết, các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế còn dự kiến trình bày một số báo cáo khoa học nhằm chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân COVID-19. Ngay sau khi hoàn thành chương trình tình nguyện hỗ trợ tỉnh Bắc Giang trở về, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ nhau trong lúc khó khăn, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đội ngũ thầy thuốc, y bác sĩ đã sẵn sàng lên đường chia lửa cùng tỉnh Phú Yên để tham gia cuộc chiến chống dịch COVID-19. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dập tắt đợt dịch này càng nhanh càng tốt để ổn định đời sống và sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong hai ngày cuối tuần, thành phố Hồ Chí Minh đã dốc toàn lực cho hai nhiệm vụ trọng tâm là lấy mẫu xét nghiệm tầm soát diện rộng và tiêm vaccine ngừa COVID-19. Với sự tăng cường lực lượng của cả cơ sở y tế của bộ ngành, lực lượng vũ trang trên địa bàn cùng toàn bộ lực lượng y tế thành phố, trong hai ngày 26 và 27 tháng 6, hơn 1.500 đội tiêm vaccine và 1.000 đội lấy mẫu xét nghiệm đã khẩn trương triển khai công tác tại 22 quận huyện thành phố. Việc lấy mẫu xét nghiệm tập trung ở 5 quận huyện có số ca mắc cao là quận 8, Bình Tân, Tân Phú, Hóc Môn và Bình Chánh. Thành phố dự kiến mỗi ngày lấy 500.000 mẫu xét nghiệm, trong khi đó chiến dịch tiêm hơn 830.000 liều vaccine đang nỗ lực hoàn tất. Đến tối ngày 26 tháng 6 đã có 630.000 người được tiêm. Bệnh viện đã sắp xếp và bố trí những cái cán bộ kỹ thuật có khả năng trình độ chuyên môn tốt và đặc biệt hơn nữa là những cái phương tiện cấp cứu và những cái xe cấp cứu. Để công tác tiêm chủng đảm bảo an toàn và đúng tiến độ, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người tại điểm tiêm và thiếu sự phối hợp giữa các lực lượng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu lãnh đạo của từng bệnh viện, từng đơn vị tham gia giám sát và đôn đốc công tác tiêm chủng tại hiện trường. Trong những ngày vừa qua thì các anh chị thấy một cái nguồn nhân lực như thế thì chúng ta có những
đáp ứng được cái những yêu cầu, trong khi chúng ta một đội ngũ khác phải lo điều trị những bệnh nhân COVID, một đội ngũ khác phải lo truy vết. Đến trưa ngày 27 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận trên 3.000 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, là địa phương đứng thứ hai về số ca mắc trong đợt dịch thứ tư này, chỉ sau Bắc Giang. Nỗ lực tiêm ngừa vaccine và lấy mẫu xét nghiệm tầm soát diện rộng giúp thành phố Hồ Chí Minh khoanh vùng, truy vết các chuỗi lây nhiễm, tiến tới chặn đứng đợt dịch đang lây lan này để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ bằng mọi cách nhanh nhất ngăn chặn dịch bệnh tại thành phố. Trước việc xuất hiện chuỗi lây nhiễm hàng chục ca tại các chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn, ngày 27 tháng 6, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương tiến hành các biện pháp khoanh vùng dập dịch tại các ổ dịch này, đồng thời tiến hành lên phương án đảm bảo hoạt động kinh doanh của các chợ đầu mối trong tình hình mới. Ngày 27 tháng 6, toàn bộ khu vực chợ Bình Điền, quận 8, diện tích 30 hectare đã được phun khử khuẩn. Lực lượng của Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh và quân khu 7 đã phun khử khuẩn chloramin B bên trong 7 nhà lồng chợ, 2 nhà kho, các bãi đậu xe và cả khu vực đường nội bộ và vùng phụ cận của chợ. Chợ Bình Điền là chợ đầu mối lớn nhất trong 3 chợ đầu mối nông sản thực phẩm của thành phố Hồ Chí Minh, cung ứng hơn 70% lượng hàng thực phẩm tươi sống cho thành phố và các tỉnh lân cận. Ngày 25 tháng 6, chuỗi lây nhiễm tại chợ được phát hiện với 19 ca mắc COVID-19. Toàn bộ nhân viên, tiểu thương, người lao động tại chợ đã được lấy mẫu xét nghiệm điều tra dịch tễ. Trong khi đó, sau khi ghi nhận 19 ca nhiễm tại chợ đầu mối Hóc Môn, Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn đã cho tạm dừng các hoạt động tập kết, giao hàng, mua bán trực tiếp tại chợ đầu mối Hóc Môn trong một tuần, từ 0 giờ ngày 28 tháng 6 đến 0 giờ ngày 4 tháng 7 để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, một số đối tượng thuộc diện F1 cách ly y tế tại nhà trong 28 ngày khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện y tế. Điều này nhằm giảm áp lực cho cả cơ sở cách ly tập trung và nguy cơ lây nhiễm chéo. Theo đó, chỉ cho phép cách ly F1 tại nhà khi đáp ứng các điều kiện, phải có nhà ở riêng lẻ, nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập. Trước cửa nhà treo biển cảnh báo, địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19. Bố trí phòng riêng cho nhân viên y tế căn phòng cách ly thực hiện việc khám, lấy mẫu, theo dõi sức khỏe. Phòng cách ly phải đảm bảo khép kín, đầy đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân, dung dịch sát khuẩn. Đặc biệt không dùng điều hòa trung tâm, nên thường xuyên mở cửa sổ. Khu vực dành cho F1 phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân để người nhà sử dụng khi bắt buộc phải tiếp xúc gần với người cách ly. Bố trí bàn trước cửa phòng để cung cấp suất ăn riêng và các nhu yếu phẩm khác. Nghiêm cấm không được mang đồ dùng, vật dụng của người cách ly ra khỏi nhà. Từ ngày 13 đến ngày 27 tháng 6, toàn tỉnh Nghệ An đã có 72 bệnh nhân mắc COVID-19. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các ngành chức năng của địa phương này đang nỗ lực triển khai hàng loạt các giải pháp cấp bách, trong đó việc đảm bảo an toàn tại khu cách ly điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 được đặt lên hàng đầu. Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Khác với những ngày thường, từ khi tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19, thì tất cả quy trình đón tiếp và điều trị đều được các y bác sĩ tại đây thực hiện theo quy định một cách nghiêm ngặt, đảm bảo về phòng chống dịch COVID-19. Khi đưa bệnh nhân vào nhập khu cách ly điều trị của chúng tôi, thì chúng tôi hoàn toàn trong một tình trạng rất là đầy đủ. Vì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn các phương tiện điều trị cho những người bệnh nhân, kể cả tình trạng nặng nhất khi mà được nhập khu điều trị cách ly tại ở đây. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân cũng như y bác sĩ, Trung tâm Bệnh nhiệt đới đã được bố trí như một bệnh viện thu nhỏ nằm tách biệt với khu khám điều trị của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và được tách làm hai phần. Một phần điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 và một phần sử dụng để theo dõi điều trị bệnh nhân nghi ngờ trước khi vào điều trị ở khu chính của bệnh viện. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều cái giải pháp để nhằm một cái mục tiêu là làm thế nào mà đón tiếp, cách ly, điều trị cho những bệnh nhân COVID đạt một cái hiệu quả tốt nhất. Và thứ hai nữa là an toàn cho đội ngũ cán bộ nhân viên chức. Việc thành lập một bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân COVID-19, quy mô 100 giường bệnh, trưng cầu cơ sở vật chất của Trung tâm Y tế Hưng Nguyên, giúp cho vấn đề điều trị bệnh nhân COVID được tốt hơn, giảm tải cho trung tâm bệnh nhiệt đới cũng như thu gom tất cả bệnh nhân trong địa bàn tỉnh về một địa điểm để quản lý điều trị. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cả các bệnh tăng cao,
Tỉnh Nghệ An cũng đã quyết định thành lập bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên nhằm mục tiêu đảm bảo việc cách ly và điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 một cách hiệu quả nhất, đồng thời giảm tải cho Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam VABA vừa chính thức kiến nghị mở rộng và thực hiện chương trình hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp hàng không do tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19. VABA đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép áp dụng cơ chế tái cấp vốn từ 5.000 đến 6.000 tỷ đồng, tương tự như Vietnam Airlines, thời hạn tái cấp vốn là 12 tháng và được gia hạn tự động 2 lần cho các hãng hàng không khác, tùy theo điều kiện của từng hãng. VABA cũng đề nghị dành cho các hãng hàng không vay gói tín dụng khoảng 25.000 tỷ đồng ưu đãi giảm lãi suất 4%, thời hạn từ 3 đến 5 năm để các hãng duy trì nguồn lực, có nguồn vốn phục hồi. Bộ Công Thương đã có văn bản hướng dẫn EVN, các tổng công ty điện lực và các sở công thương các tỉnh thành phố thực hiện ngay việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 trong 7 tháng liên tiếp kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 năm 2021 cho nhiều nhóm đối tượng khách hàng. Bộ Công Thương ước tính tổng số tiền hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện của đợt này khoảng 1.200 đến 1.300 tỷ đồng. Các đối tượng được hưởng giảm giá điện, giảm tiền điện được chính phủ quy định khá rõ. Việc thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện đã góp phần phục hồi kinh tế và hỗ trợ trực tiếp cho các khách hàng sử dụng điện trên cả nước, đặc biệt là các hộ thu nhập thấp, các cơ sở lưu trú du lịch, các doanh nghiệp hoạt động logistics. So với quy định hiện hành, kể từ ngày 16 tháng 7 tới đây, thông tư số 16 sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh trình độ đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra có rất nhiều điểm mới mà thí sinh cần lưu ý. Cụ thể, sau khi có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng tối đa 3 lần, trong khi trước đó chỉ được điều chỉnh 1 lần. Đối với đợt 1, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học cao đẳng chỉ được chọn một trong hai phương thức: đăng ký trực tiếp trên phiếu đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển, hoặc đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo và nộp lệ phí đăng ký xét tuyển. Các đợt xét tuyển sau, thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí theo quy định của cơ sở đào tạo. Các thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được tham gia xét tuyển ở các cơ sở đào tạo khác. Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điểm trúng tuyển không thấp hơn điểm chuẩn của ngành đào tạo. Có thể thấp hơn không quá một điểm nếu thí sinh được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đặt hàng đào tạo và cam kết tuyển dụng. Nhiều hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2021 đã được tổ chức. Chiều qua, Liên đoàn Lao động Thành phố Huế tổ chức hội nghị tuyên dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu giai đoạn 2016-2021, đến dự có Bí thư Thành ủy Phan Thiên Định. Tại hội nghị, 31 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu được bình chọn từ 300 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Huế đã lần lượt được tuyên dương khen thưởng. Đây là những tấm gương sáng, là gia đình công nhân viên chức lao động có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động, nuôi dạy con khỏe, chăm ngoan, hiếu học, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của xã hội trong việc xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, ấm no, qua đó động viên thúc đẩy mỗi gia đình không ngừng cố gắng để trở thành một tế bào hạnh phúc của xã hội, góp phần xây dựng đất nước ấm no, giàu mạnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Lộc tổ chức diễn đàn nuôi dạy con trưởng thành trong thời kỳ 4.0 và biểu dương các gia đình tiêu biểu. Với chủ đề vun đắp giá trị văn hóa gia đình, dạy con trưởng thành thời kỳ 4.0, tại đây các chị em phụ nữ đã được tiến sĩ Nguyễn Thanh Hùng, trưởng khoa tâm lý giáo dục trường Đại học Sư phạm Huế, chia sẻ về vai trò của phụ nữ đối với việc nuôi dạy con trong thời đại 4.0. Cách để kết nối với con cái, cùng con học tập trưởng thành bằng chỉnh công nghệ số, tìm hiểu kỹ năng chăm sóc, hỗ trợ giáo dục và bảo vệ trẻ theo từng giai đoạn phát triển. Theo đó, sự phát triển công nghệ đã đem đến cho con người nhiều tiện ích vượt trội. Bên cạnh những tác động tích cực, công nghệ số cũng đem đến những thử thách vô hình khó đoán trước. Việc nuôi dạy con trong thời đại 4.0 đòi hỏi các bậc cha mẹ phải trang bị thêm nhiều kỹ năng cùng sự thích ứng và cập nhật không ngừng để có thể đồng hành cùng con trên mọi hành trình. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và huyện cũng đã biểu dương khen thưởng 11 cặp vợ chồng cán bộ hội viên tiêu biểu trong giáo dục và nuôi dưỡng con trưởng thành. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.